Đây là đài phát thanh truyền hình Hà Giang. Đây là đài phát thanh truyền hình Hà Giang. Xin kính chào quý vị chào các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Giang. Chương trình hôm nay sẽ có những nội dung chính sau. Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban dân tỉnh Nguyễn Văn Sơn làm việc với Ban Thường vụ huyện ủy Đồng Văn. Lễ công bố quyết định thành lập câu lạc bộ ngân hàng máu sống tỉnh Hà Giang. Sở Văn hóa thể thao và du lịch làm việc với các doanh nghiệp đang thi công công trình do sở làm chủ đầu tư. Kết quả thực hiện kế hoạch số 46 của Ủy ban nhân dân tỉnh về tăng cường quản lý lâm sản ở huyện Vị Xuyên trường phổ thông dân tộc nội trú huyện Bắc Mê ra mắt trường học đạt chuẩn về an ninh trật tự. Huyện Xín Mần phấn đấu đến năm 2017, 100% các xã trên địa bàn đạt chuẩn quốc gia về y tế. Mục điểm thời sự trong tuần. Cuối chương trình, nhân dịp huyện Hoàng Su Phi được chọn tổ chức diễn đàn khuyến nông a còng nông nghiệp có chủ đề giải pháp phát triển đậu tương hàng hóa vùng cao phía Bắc năm 2014. Chúng tôi xin giới thiệu tới quý vị và các bạn bài Huyện Hoàng Su Phi nâng cao sản phẩm cây đậu tương. Trước hết mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phần tin thời sự. Thưa quý vị và các bạn, ngày 21 tháng 9, đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ huyện ủy Đồng Văn nhằm đưa ra những định hướng giúp huyện có thêm những giải pháp phát triển kinh tế xã hội trong thời gian tới. Tin của phóng viên Hồng Duyên. Theo báo cáo của Ban Thường vụ huyện ủy Đồng Văn, đến thời điểm này đã có 23 trên 72 chỉ tiêu được huyện thực hiện đạt và vượt so với nghị quyết đề ra, 13 chỉ tiêu đạt trên 80%, một số chỉ tiêu đạt khá như trồng cỏ, phát triển đàn gia súc, năng suất bình quân ngô. Trong 9 tháng, toàn huyện đã gieo trồng được trên 6.420 ha ngô. Trong đó, vụ xuân hè gieo trồng được gần 6.330 ha, năng suất ước đạt 37,08 tạm ha. Lối trồng được trên 731 ha, năng suất bình quân ước đạt trên 578 ha. Lĩnh vực văn hóa xã hội có nhiều tiến bộ, tỷ lệ huy động học sinh trong độ tuổi đến trường đạt 98% huyện đã thực hiện tốt công tác xã hội hóa giáo dục, huy động được nhiều nguồn lực tham gia đóng góp xây dựng, trang bị cơ sở vật chất, trang thiết bị. Lĩnh vực du lịch dịch vụ có bước đột phá cơ bản, chuẩn bị tốt các điều kiện phục vụ, tái đánh giá tư cách thành viên mạng lưới công viên địa chất toàn cầu Cao Nguyên Đá Đồng Văn. Công tác an sinh xã hội được quan tâm triển khai kịp thời, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Sơn, ủy viên ban thường vụ tỉnh ủy, phó chủ tịch thường trực ủy ban dân tỉnh chia sẻ khó khăn với huyện Đồng Văn, và đề nghị trong thời gian tới, huyện cần đẩy mạnh phát triển du lịch dịch vụ, chú trọng phát triển các sản phẩm du lịch. Có chính sách khuyến khích động viên nhân dân mở dịch vụ ăn uống tại các điểm nhấn du lịch bằng các món ăn đặc trưng của địa phương. Quan tâm phát triển các mô hình kinh tế, xác định loại cây trồng phù hợp với từng vùng để phát triển. Quan tâm thực hiện các chương trình mục tiêu như xây dựng nông thôn mới, xóa nhà tạm, sau đó giảm nghèo bền vững. Huyện Đồng Văn cần phải phân tích sâu những khó khăn tồn tại để có định hướng khắc phục, đẩy mạnh công tác duy trì sĩ số học sinh giả soát lại lớp học còn thiếu để có kế hoạch xây dựng. Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban dân tỉnh Nguyễn Văn Sơn cũng đề nghị huyện Đồng Văn tập trung xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm tới, sát với thực tế và xác định cơ cấu kinh tế hợp lý, lấy nông nghiệp làm trọng tâm để tập trung phát triển. Ngày 20 tháng 9, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Hà Giang tổ chức lễ công bố quyết định thành lập câu lạc bộ Ngân hàng máu sống tỉnh Hà Giang. Dự lễ công bố có lãnh đạo Sở Y tế, Hội chữ thập đỏ tỉnh, các tổ chức hội từ thiện và các thành viên trong câu lạc bộ Ngân hàng Máu Sống tỉnh Hà Giang. Tin của phóng viên Thanh Hoài và Hoàng Lan Câu lạc bộ Ngân hàng Máu Sống tỉnh Hà Giang được thành lập sẽ hoạt động dưới sự chỉ đạo của Ủy ban Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Hà Giang, nội quy quy chế của câu lạc bộ và tuân thủ các quy định của pháp luật. Trao quyết định và giao nhiệm vụ cho câu lạc bộ, đồng chí Vương Ngọc Hà, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Hà Giang nhấn mạnh, câu lạc bộ Ngân hàng Máu Sống tỉnh Hà Giang là tổ chức mang tính tự nguyện, tình nguyện và nhân đạo, với tiêu chí hoạt động đoàn kết trách nhiệm thương yêu và sẵn sàng hiến máu cứu người đồng chí mong muốn các thành viên trong cô lạc bộ sẽ phát huy tinh thần sung kích của tuổi trẻ kịp thời giúp đỡ những bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo đang cần máu để điều trị Thay mặt các thành viên câu lạc bộ, đồng chí Nguyễn Công Định, chủ nhiệm câu lạc bộ hứa ngoài việc hiến máu cứu người thì các câu lạc bộ sẽ thường xuyên tổ chức và làm tốt công tác tuyên truyền vận động đoàn viên thanh niên tại địa phương cơ quan cùng tham gia hiến máu tình nguyện, đặc biệt là vận động các đoàn viên thanh niên có nhóm máu quý hiếm tham gia vào câu lạc bộ. Với khẩu hiệu mỗi giọt máu cho đi một cuộc đời ở lại, việc làm các thành viên trong câu lạc bộ không chỉ mang lại hạnh phúc cho người bệnh mà còn thể hiện mạnh mẽ tinh thần xung kích tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng của tuổi trẻ Hà Giang. Tính đến nay, câu lạc bộ Ngân hàng Máu Sống tỉnh Hà Giang đã thu hút được 70 cán bộ công chức viên chức và đoàn viên thanh niên tham gia. Kết thúc lễ công bố quyết định, câu lạc bộ Ngân hàng Máu Sống tỉnh Hà Giang đã tiến hành lấy máu để phân định nhóm máu của từng thành viên. Nhằm tháo gỡ những khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện các dự án, đồng thời làm rõ những hạn chế yếu kém của chủ đầu tư và năng lực tổ chức thi công của các doanh nghiệp trong việc triển khai thực hiện các dự án, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch đã có buổi làm việc với 12 doanh nghiệp đang thi công công trình do Sở làm chủ đầu tư. Tin của phóng viên Ngọc Hải và Thanh Hoài. Theo báo cáo của Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, các công trình do Sở làm chủ đầu tư từ năm 2005 đến nay là 15 dự án, với tổng nguồn vốn theo dự toán là trên 311 tỷ 650 triệu đồng. Trong đó, các công trình đã hoàn thành quyết toán và đưa vào sử dụng là hai dự án. Dự án hoàn thành đưa vào sử dụng nhưng chưa quyết toán là 10 dự án. Các công trình đang thi công là một dự án, các công trình tạm dừng thi công năm 2013 là một dự án và công trình khởi công mới năm 2014 là hai dự án. Các dự án đã được chủ đầu tư phát huy tinh thần trách nhiệm cho việc chỉ đạo, đôn đốc các nhà thầu tư vấn thiết kế, giám sát thi công các công trình. Các dự án hầu hết đảm bảo tiến độ theo yêu cầu hồ sơ dự toán của chủ đầu tư. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thực hiện các dự án còn gặp rất nhiều khó khăn như khả năng bổ sung nguồn vốn của các nhà thầu còn hạn chế, một số dự án việc chuẩn bị hồ sơ quyết toán của các doanh nghiệp còn chậm. Các công trình dự án hoàn thành nghiệm thu đưa vào sử dụng chưa quyết toán được vì chủ đầu tư và nhà thầu chưa chủ động đôn đốc phối hợp trong việc hoàn thiện thủ tục hồ sơ nên ảnh hưởng đến tiến độ nộp đăng ký quyết toán chậm theo quy định. Các dự án đang thi công và các dự án khởi công mới năm 2014 thuộc nguồn vốn hỗ trợ cơ sở hạ tầng du lịch và chương trình mục tiêu quốc gia về văn hóa và ngân sách địa phương đến nay đã được bố trí vốn nhưng còn thấp so với khối lượng thi công hoàn thành Tại buổi làm việc, chủ đầu tư và các doanh nghiệp đã nêu lên những khó khăn vướng mắc trong quá trình thi công thực hiện dự án và đã thống nhất các ý kiến nhằm tháo gỡ những khó khăn trên đó là chủ đầu tư và các doanh nghiệp sẽ phối hợp chặt chẽ hơn nữa trong công tác triển khai thực hiện dự án. Trong quá trình triển khai thực hiện, các doanh nghiệp thi công cần báo cáo tiến độ thi công thực hiện từng hạng mục của các dự án và doanh nghiệp đang đảm nhận để chủ đầu tư nắm bắt và làm báo cáo nêu lên những thuận lợi khó khăn trong việc triển khai thực hiện từng dự án một tăng cường sự phối hợp, tinh thần trách nhiệm giữa chủ đầu tư và các doanh nghiệp trong việc lập hồ sơ quyết toán các dự án đã hoàn thành. Đối với các dự án đã hoàn thành hồ sơ trong thời gian tới, chủ đầu tư sẽ tiến hành thuê kiểm toán để kiểm toán nguồn vốn đối ứng cung cấp vốn cho doanh nghiệp. Đối với lệ phí quyết toán, chủ đầu tư và nhà thầu cùng phối hợp để thực hiện. Chủ đầu tư sẽ quyết toán khi dự án hoàn thành. Trong quá trình triển khai thực hiện dự án, nếu xảy ra vướng mắc, doanh nghiệp cần báo cáo với chủ đầu tư để cùng nhau tháo gỡ để đảm bảo tiến độ triển khai thực hiện những hạng mục tiếp theo. Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Giang. Bản tin của chương trình xin được tiếp tục với những phần tin quan trọng khác. Thưa quý vị và các bạn, ngay sau khi nhận được kế hoạch số 46 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang về việc tăng cường quản lý lâm sản, huyện Vị Xuyên đã thành lập tổ kiểm tra liên ngành thống nhất các nội dung triển khai, đó là giả soát các cơ sở sản xuất chế biến kinh doanh lâm sản, quản lý gỗ và cơ xăng tại địa bàn các thôn bản. Đến nay sau gần 7 tháng thực hiện, chương trình trên đã thu lại nhiều hiệu quả tích cực, góp phần đảm bảo an ninh rừng ở địa phương. Phóng viên Hoàng Lan và Thanh Hoài đưa tin. Từ tháng 3 năm 2014, Tổ kiểm tra liên ngành của huyện Vị Xuyên đã tiến hành giả soát 62 cơ sở sản xuất chế biến kinh doanh lâm sản tại 18 xã thị trấn trên địa bàn toàn huyện, qua giả soát cho thấy các cơ sở trên đều có giấy phép kinh doanh, tuy nhiên phần lớn lại không có phương án phòng cháy chữa cháy, không bảo đảm vệ sinh môi trường và không có phương án quy hoạch vùng nguyên liệu. Tổng khối lượng gỗ còn tồn tại ở các cơ sở là hơn 993 mét khối. Về quản lý gỗ trên địa bàn các xã thị trấn bị gãy đổ do thiên tai, do khai thác trái phép còn nằm trong rừng quản lý chặt chẽ các loại gỗ tịch thu sung quỹ nhà nước sau khi tổ chức bán đấu giá và tất cả các loại gỗ do dân tự khai thác mua để sử dụng hiện đang được cất giữ tại các hộ gia đình kết quả kiểm kê sản xuất được hơn 865 mét khối gỗ tròn nhóm quý hiếm bán thanh lý hơn 33 mét khối gỗ các nhóm đặc biệt hạt kiểm lâm huyện vị xuyên đã tham mưu cho ủy ban nhân dân huyện chỉ đạo các xã xây dựng mô hình quản lý cưa xăng tại cộng đồng đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền giúp nhân dân hiểu rõ tác hại của việc sử dụng cơ xăng và mục đích khai thác gỗ trái phép. Sau một thời gian triển khai, đến nay ba xã gồm Minh Tân, Việt Lâm, Ngọc Linh đã có hòm đựng cơ xăng với tổng số gần 40 chiếc. Qua đó đã góp phần giảm thiểu đáng kể tình trạng khai thác lâm sản trái phép và bảo vệ môi trường. Trong những ngày này, nhân dân trên địa bàn xã Na Khê, huyện Yên Minh đang bước vào vụ thu hoạch hồng không hạt. Đây là cây ăn quả có giá trị dinh dưỡng, giàu hàm lượng vitamin, khoáng chất và những năm trở lại đây, loại cây này đã mang lại thu nhập cao cho người nông dân của xã. Tin của Cộng tác viên Thanh Loan và Phạm Tuyên Trên địa bàn xã Na Khê, hồng ngâm không hạt được trồng tập trung tại ba thôn Thèn Phùng, Lùng Vái và Lùng Búng, với số lượng đã cho thu hoạch hiện tại là trên 2.000 gốc. Chất lượng hồng không hạt tại đây có độ giòn, ngọt, quả to và đẹp. Xác định rõ được lợi thế về điều kiện tự nhiên và giá trị kinh tế của cây hồng, các ủy chính quyền xã đã xây dựng nghị quyết chuyên đề phát triển loại cây này để từng bước giúp nhân dân xóa đói giảm nghèo. Mặc dù thời tiết năm nay khô hạn kéo dài, nhưng do chăm sóc tốt nên tỷ lệ đậu quả của cây hồng rất cao. Đến thời điểm này, nhân dân trên địa bàn xã đang bước vào vụ thu hoạch hồng, với giá bán hiện tại là 35.000 đến 40.000 đồng một kg. Nhiều hộ gia đình trong xã đã có thu nhập đáng kể giúp cải thiện đời sống. Trong những ngày này, cùng với thu hoạch diện tích lúa mùa, thì các hộ gia đình ở nhiều thôn bản của xã Thượng Sơn, huyện Vị Xuyên còn có thêm một nguồn thu dưới cây lúa, đó là cá chép. Công tác viên Vi Quyền đưa tin. Từ bao đời nay, ngay sau khi cây lúa mùa được khoảng một tuần, những diện tích ruộng chủ động được nguồn nước thì bà con ở xã Thượng Sơn tiếp tục thả cá xuống ruộng, chủ yếu là cá chép địa phương. Cả xã có khoảng 1 phần 3 ruộng lúa được thả cá như vậy. Cụ thể, mỗi xào ruộng thả từ 2 đến 3 kg cá giống, tương đương khoảng 500 đến 700 con cá giống. Cá được nuôi trong khoảng thời gian từ 75 đến 80 ngày, khi thu hoạch lúa cũng là thu hoạch cá. Theo người dân nơi đây cho biết, ruộng thả cá rất tốt không phải làm cỏ sụp bùn, nên đã bao đời nay, trong những ngày gặt mùa này, hầu như nhà nào trong xã Thượng Sơn huyện Vị Xuyên cũng có cá để ăn, với những hộ thả nhiều lại có thêm một nguồn thu đáng kể. Có thể thấy nuôi cá ruộng là mô hình sản xuất đem lại hiệu quả kinh tế cao. Tuy nhiên đến nay, số hộ nuôi thả cá theo hình thức này vẫn còn hạn chế và ở quy mô nhỏ lẻ thiếu tập trung. Thiết nghĩ để nhân rộng mô hình này rất cần sự vào cuộc mạnh mẽ hơn nữa của các buổi chính quyền và các cơ quan chuyên môn trong việc định hướng tuyên truyền và tổ chức thực hiện để nâng cao thu nhập cho bà con nông dân. Xác định chăn nuôi là hướng đi chính trong phát triển kinh tế hộ. Do đó, huyện Xín Mần đã chỉ đạo các địa phương tuyên truyền, vận động bà con nhân dân chú trọng phòng chống dịch bệnh, trồng cỏ làm thức ăn cho gia súc nên trong vài năm trở lại đây, đàn gia súc của huyện phát triển ổn định và tăng đàn. Tin của phóng viên Duy Quang và Văn Bính. Đến thời điểm này, huyện Xí Mần có tổng đàn gia súc là trên 25.000 con, trong đó đàn trâu là hơn 16.000 con, đàn bò trên 9.000 con. Để đàn gia súc phát triển ổn định và có sự tăng đàn, trong vài năm trở lại đây, huyện Xí Mần đã chỉ đạo các địa phương đối với những diện tích trồng lúa, ngô cho năng suất thấp, chuyển sang trồng cỏ để làm thức ăn cho chăn nuôi. Nhờ đẩy mạnh công tác tuyên truyền và sự vào cuộc tích cực của các cấp ủy chính quyền nên diện tích cỏ của huyện tăng lên qua các năm. Toàn huyện hiện có trên 2.100 ha cỏ, đảm bảo đủ 500 m vuông cỏ trên một con gia súc. Cùng với đó công tác tiêm phòng các bệnh như nhiệt thán, tụ huyết trùng cho châu bò được thực hiện tốt. Chủ động được nguồn thức ăn, cộng với làm tốt công tác phòng chống dịch bệnh. Do đó trong 2 năm trở lại đây, huyện Dĩ Mần không có châu bò bị chết do đói rét và dịch bệnh. Gia súc phát triển chợ gia súc tại trung tâm huyện cũng được hình thành. Theo lãnh đạo huyện Xí Mần cho biết, tại mỗi phiên chợ phiên, bình quân bà con mang đến chợ để bán từ 130 đến 150 con trâu bò. Có những phiên chợ lên đến 200 con trâu bò. Ủy ban nhân dân xã Tản Lùng huyện Đồng Văn vừa tổ chức lớp tập huấn kỹ thuật thiến và vỗ béo gà thiến cho các bí thư chi bộ, bí thư chi đoàn, trưởng thôn bản và chi hội trưởng hội nông dân của 13 thôn cùng các hộ tham gia thực hiện mô hình. Tin của cộng tác viên Ngọc Mỹ trong thời gian tập huấn, các học viên đã được các giảng viên là cán bộ thú y của huyện truyền đạt nội dung như cách thiến, cách chăm sóc nuôi gà để gà phát triển nhanh và công tác phòng dịch bệnh. Qua lớp tập huấn này, nhằm đẩy mạnh phát triển chăn nuôi gia cầm, phát huy tiềm năng thế mạnh của địa phương, tạo thành vùng chăn nuôi theo hướng sản xuất hàng hóa, đáp ứng được thị hiếu của người tiêu dùng và nhu cầu thị trường về gà thiến, đẩy mạnh phát triển kinh tế hộ gia đình, tăng thu nhập cải thiện đời sống của người dân, có phần thực hiện công cuộc xóa đói giảm nghèo tại địa phương. Trường phổ thông dân tộc nội trú huyện Bắc Mê vừa tổ chức lễ ra mắt trường đạt chuẩn về an ninh trật tự năm học 2014-2015, tin của cộng tác viên Đức Toàn. Với mục đích xây dựng trường học đạt chuẩn an toàn về an ninh trật tự, nhằm tạo ra môi trường an toàn, đảm bảo cho các hoạt động dạy và học, xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, tạo sự chuyển biến sâu sắc trong nhận thức của cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh về ý thức xây dựng an ninh trật tự. Nâng cao chất lượng việc tự quản, tự phòng ngừa, tự bảo vệ củng cố mối quan hệ nhà trường, công an thị trấn và các ban ngành đoàn thể trong việc xây dựng trường học đạt chuẩn an toàn an ninh trật tự và thực hiện nhiệm vụ giải pháp đấu tranh phòng ngừa các hoạt động vi phạm pháp luật trên địa bàn. Và đấu cho nhà trường không để xảy ra tội phạm và bạo lực học đường, không mắc các tệ nạn xã hội. Tại buổi lễ ra mắt, nhà trường đã thực hiện ký cam kết quyết tâm thực hiện trường học đạt chuẩn an toàn về an ninh trật tự tới toàn thể cán bộ, giáo viên học sinh trong nhà trường trước sự chứng kiến của công an huyện và chính quyền thị trấn Yên Phú. Bộ Tiêu chí Quốc gia về Y tế xã được xây dựng nhằm củng cố mạng lưới y tế tuyến xã, đảm bảo cơ sở vật chất trang thiết bị, nhân lực tại trạm y tế. Ngoài ra, Bộ Tiêu chí còn giúp nâng cao nhận thức của người dân về công tác chăm sóc sức khỏe, bảo vệ môi trường, phòng chống dịch bệnh trong cộng đồng. Được sự quan tâm của cấp ủy chính quyền địa phương, ngay sau khi có Bộ Tiêu chí Quốc gia về Y tế, huyện Xuyến Mần đã tập trung các nguồn lực xây dựng các trạm y tế đạt chuẩn, Huyện phấn đấu đến năm 2017, 100% các xã thị trấn đạt chuẩn quốc gia về y tế. Tin của phóng viên Quang Tuyên và Nguyễn Tâm. Tính đến thời điểm hiện tại, huyện Xín Mần đã có 6 trên 19 xã thị trấn được công nhận đạt chuẩn trong Bộ Tiêu chí Quốc gia về Y tế bao gồm các xã Bản Díu, Nấm Dần, Khuôn Lùng, Bản Ngò, Tả Nhiều và xã Cốc Rế. Huyện Xín Mần cũng phấn đấu đến cuối năm 2014 sẽ có thêm 6 xã thị trấn đạt chuẩn quốc gia về y tế. Để hoàn thành được các chỉ tiêu đã đề ra, huyện đã chi trên 3 tỷ đồng giúp xây dựng các hàng mục công trình tại các trạm y tế xã. Đối với các xã còn lại, huyện sẽ phân đấu đạt chuẩn theo Bộ Tiêu chí Quốc gia từ năm 2015 đến năm 2017. Ủy ban Nhân dân huyện Xín Mần đã giao cho Trung tâm Y tế huyện cử cán bộ đến từng xã thị trấn, đôn đốc địa phương hoàn thiện các hạng mục để tổ chức chấm điểm theo các chỉ tiêu trong Bộ Tiêu chí. Bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã giai đoạn 2010-2020 gồm có 11 tiêu chí với 50 chỉ tiêu các tiêu chí tập trung vào nhân lực y tế, cơ sở hạ tầng trạm y tế xã, công tác khám chăm sóc sức khỏe cho người dân. Quý vị và các bạn vừa theo dõi phần tin. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Giang. Mục điểm thời sự trong tuần. Xin kính chào quý vị và các bạn. Trong tuần trên địa bàn tỉnh ta diễn ra nhiều sự kiện quan trọng phát trên sóng đài phát thanh truyền Hà Giang thu hút đông đảo tín giả quan tâm. Sau đây chúng tôi xin điểm lại một số sự kiện nổi bật qua mục điểm thời sự trong tuần. Ngày 18 tháng 9 tại khách sạn Ilegen Tây Hồ Hà Nội, Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Giang đã tổ chức lễ ký kết thỏa thuận hợp tác với tập đoàn CFS Phạc Ma về chương trình phát triển cây dược liệu tại tỉnh Hà Giang. Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí triệu Tài Vinh, ủy viên trung ương đảng, bí thư tỉnh ủy nêu rõ việc lựa chọn thí điểm. Đưa những giống cây trồng mới để phát triển sản xuất nông nghiệp tại Hà Giang luôn là mục tiêu ưu tiên và việc làm quan trọng hàng đầu của Đảng bộ chính quyền các cấp các ngành trong tỉnh Hà Giang. Việc phát triển cây dược liệu tại Hà Giang đã được Thủ tướng Chính phủ đồng ý phê duyệt đề án xây dựng Hà Giang là trọng điểm phát triển cây dược liệu của cả nước. Với điều kiện thổ nhưỡng khí hậu tự nhiên được thiên nhiên ưu đãi và đa dạng các chủng loài dược liệu, đặc biệt là có nhiều loài rất quý hiếm chỉ có ở Hà Giang. Dưới sự chứng kiến của đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, ông Nguyễn Công Tạn, Nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ, đồng chí Triệu Tài Vinh, Ủy viên Trung Đảng Bí thư tỉnh ủy, đồng chí Phan Văn Hùng, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc miền núi, đồng chí Lê Văn Lâm, Phó Ban chỉ đạo Tây Bắc và đại diện một số bộ ban ngành trung ương. Ông Phạm Thành Công, Chủ tịch Tập đoàn GFS GK Phạc Ma và đồng chí Trần Đức Quý, Phó Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh đã cùng ký kết biên bản thỏa thuận hợp tác về chương trình phát triển cây dược liệu tại tỉnh Hà Giang. Ngày 19 tháng 9, Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức hội nghị triển khai công tác xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và lập kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020. Kết luận hội nghị, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đàm Văn Bông nhấn mạnh, việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020 có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với sự phát triển bền vững của tỉnh đặc biệt là việc xác định những nhiệm vụ mang tính đột phá trong giai đoạn tới. Đề nghị các ngành các cấp cần quan tâm một số nội dung, việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế xã hội dựa trên cơ sở phân tích, đánh giá chính xác, khách quan kết quả thực hiện kế hoạch 5 năm 2011-2015, xác định rõ tồn tại hạn chế, đồng thời làm tốt công tác dự báo tình hình, bám sát yêu cầu nhiệm vụ chỉ đạo của trung ương của tỉnh phù hợp với chiến lược phát triển kinh tế xã hội 10 năm 2011-2020 và quy hoạch phát triển ngành, lĩnh vực đã được phê duyệt. Ngay sau hội nghị này, các ngành các cấp quán triệt các nội dung tiếp thu tại hội nghị tới toàn thể cán bộ công chức viên chức nhằm nâng cao nhận thức, đổi mới về tư duy và cách làm truyền thống, phát huy tinh thần, trí tuệ tập thể trong công tác xây dựng kế hoạch 5 năm 2016-2020 của cơ quan đơn vị mình giao sở kế hoạch đầu tư làm đầu mối tiếp thu xử lý hướng dẫn những khó khăn vướng mắc của các ngành địa phương trong quá trình triển khai thực hiện những vấn đề vượt quá thẩm quyền phải kịp thời báo cáo ủy ban nhân dân tỉnh đồng thời chủ động trao đổi với bộ kế hoạch đầu tư để được hướng dẫn tháo gỡ thưa quý vị và các bạn trong tuần ngày 16 tháng 9 kết luận buổi làm việc với thường trực ủy ban mặt trận tổ quốc tỉnh phó bí thư tỉnh ủy nguyễn đình khang ghi nhận những kết quả ủy ban mặt trận tổ quốc tỉnh đạt được trong 9 tháng qua đồng thời đánh giá cao về trách nhiệm vai trò của ủy ban mặt trận tổ quốc trong củng cố và mở rộng khối đại đoàn kết dân tộc đề nghị ủy ban mặt trận tổ quốc các cấp cần tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền chính sách của đảng pháp luật của nhà nước đến mọi tầng lớp nhân dân phát huy kết quả đạt được để nỗ lực vươn lên hoàn thành nhiệm vụ những tháng cuối năm không ngừng đổi mới phương thức cách thức hoạt động phù hợp với yêu cầu hiện tại tăng cường hiệu quả chức năng giám sát và phản biện xã hội xây dựng kế hoạch đào tạo và bồi dưỡng cán bộ phù hợp với điều kiện công tác Đặc biệt là cán bộ ở những nơi vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn tiếp tục xây dựng, vận động thực hiện các loại quỹ. Cũng trong tuần ngày 15 tháng 9, ban chỉ đạo tổ chức lễ kỷ niệm 50 năm ngày hoàn thành con đường hạnh phúc đã tổ chức họp bàn nhằm thống nhất các hoạt động chi tiết trong lễ kỷ niệm. Theo kế hoạch, lễ kỷ niệm 50 năm ngày hoàn thành con đường hạnh phúc dự kiến thời gian tổ chức từ ngày mùng 10 đến ngày 20 tháng 3 năm 2015. Kết luận buổi làm việc, phó chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trần Đức Quý yêu cầu về kinh phí tổ chức cho lễ kỷ niệm, bên cạnh việc kêu gọi vận động quyên góp ủng hộ thì ban chỉ đạo tổ chức lễ kỷ niệm cần lập dự toán kinh phí sớm trình ủy ban nhân dân tỉnh để đưa vào dự toán ngân sách năm 2015. Tập trung hoàn thiện hồ sơ để công nhận liệt sĩ cho 13 thanh niên sung phong đã hy sinh khi mở đường hạnh phúc. Để lễ kỷ niệm 50 năm ngày hoàn thành con đường hạnh phúc diễn ra tốt đẹp, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trần Đức Quý cũng đề nghị ban chỉ đạo tổ chức lễ kỷ niệm nên tập trung mời các đại biểu là những thanh niên sung phong mở đường hạnh phúc phần lễ kỷ niệm chính nên tổ chức tại huyện Mèo Vạc và truyền hình trực tiếp trên sóng đài phát thanh truyền hình tỉnh Hà Giang. Các thành viên ban chỉ đạo tổ chức lễ kỷ niệm với chức năng nhiệm vụ của mình cần tập trung hoàn thành các công việc được giao để cho khâu chuẩn bị sớm được hoàn tất. Các bạn vừa theo dõi mục điểm thời sự trong tuần do biên tập viên Hải Hậu tổng hợp. Đồng bào và các bạn đang nghe chương trình thời sự tiếng Việt của đài phát thanh truyền hình Hà Giang. Đồng bào và các bạn đang nghe chương trình thời sự tiếng Việt của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Giang. Thưa quý đính giả và các bạn, là huyện thuần nông nên những năm qua, huyện Hoàng Su Phi đã tuyên truyền vận động người dân chuyển đổi cơ cấu mùa vụ, đưa cây con giống mới và phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng của địa phương để tăng năng suất và chất lượng sản phẩm trên cùng đơn vị diện tích canh tác. Trong đó có cây đậu tương. Ghi nhận của phóng viên Duy Quang Văn Bính, mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Trong sản xuất nông nghiệp, ở huyện Hoàng Su Phì, cây trồng chính chủ yếu là cây lúa một vụ, đậu tương, cây ngô. Nhằm tiếp tục nâng cao năng suất và chất lượng cây đậu tương, huyện Hoàng Su Phì đã xây dựng đề án phát triển đậu tương hàng hóa gắn với thâm canh giai đoạn 2011-2015. Mục tiêu của đề án là tập trung phát triển đậu tương trở thành hàng hóa, nâng cao giá trị trên diện tích đất canh tác, tạo thêm việc làm, tăng thu nhập, góp phần xóa đói giảm nghèo cho nhân dân và làm động lực chính trong phát triển kinh tế nông nghiệp của huyện. Cùng với việc phát triển mở rộng diện tích đậu tương, huyện Hoàng Su Phì đã chủ động sản xuất giống đậu tương DT84 tại chỗ để hỗ trợ cho những hộ, những vùng chưa chủ động được giống. Hàng năm, huyện đã chỉ đạo ngành chuyên môn triển khai công tác tập huấn và hướng dẫn kỹ thuật cho nhân dân lựa chọn và bảo quản giống để đảm bảo đủ số lượng và chất lượng giống cho gieo trồng vụ sau trên địa bàn. Cùng với việc đẩy mạnh mở rộng diện tích, thì Hoàng Su Phi đã triển khai thực hiện chương trình cánh đồng mẫu đối với đậu tương theo đó những cánh đồng mẫu đều thực hiện năm cùng đó là cùng giống cùng gieo trồng cùng biện pháp kỹ thuật định mức thâm canh như nhau thu hoạch cùng thời điểm nhân dân được hỗ trợ công tác tập huấn chuyển giao kỹ thuật gieo trồng chăm sóc bảo quản sau thu hoạch công tác bảo vệ thực vật qua đó người dân đã thay đổi được tập quán canh tác từ việc gieo trồng không cùng thời điểm nhiều loại giống chuyển sang gieo trồng tập trung cùng một thời điểm cùng giống tránh được sâu bệnh hại cục bộ tiếp cận và ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất tạo thành vùng hàng hóa tập trung. Xã Bố Lồ là xã có diện tích đậu tương khá lớn của huyện. Những năm gần đây, cây đậu tương được nông dân xã phát triển theo hướng sản xuất hàng hóa. Bình quân 1 hecta đậu tương đem lại cho người nông dân hàng chục triệu đồng mỗi năm. Ông Thèn Chỉn Thường ở thôn Cao Sơn Hạ, xã Bố Lồ cho biết. Gia đình tôi là cũng là hàng năm tôi cũng dòng cây ba em nương của thời cha ông già tôi đã để lại ở đây. Tôi cũng làm mấy năm hai vụ, mấy năm vụ là được 4 năm tả cái 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 đám này, một vụ thu được 5 6 triệu. Đến nay Hoàng Su Phi đã có số diện tích đậu tương sản xuất theo hướng hàng hóa tập trung đạt khoảng 2000 hecta tại các xã Chiến Phố, Sán Xà Hồ, Pơ Ly Ngài, Nàng Đôn, Pố Lồ, Ngàm Đăng Vài, Tụ Nhân, Tân Tiến và phấn đấu duy trì diện tích đậu tương hàng năm trên địa bàn huyện đạt ở mức trên 5000 hecta, sản lượng đạt trên 8200 tấn. Trong mấy năm gần đây, mặc dù cây đậu tương ở một số địa phương khác trong tỉnh phát triển không ổn định, nhưng riêng với huyện hoàng su phi thì diện tích và năng suất cây đậu tương vẫn được duy trì kết quả đó có được đó chính là sự chỉ đạo sát sao của cấp ủy chính quyền các cấp và sự phối hợp với ngành chuyên môn sự cố gắng của bà con nông dân trong việc đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ khoa học vào sản xuất trong đó phát huy tốt mô hình tổ sản xuất tại thôn ông thèn văn binh phó chủ tịch ủy ban nhân dân xã bố lồ hoàng su phi nói Đối với cây đậu tương thì xã Phố Lô chúng tôi căn cứ cái hẹp của hiền giao là triển khai xuống các thôn bản để các thôn đăng ký mới năm này chọn hai vụ. Xã sẽ chỉ đạo viên khuyến nông xã tập huấn cho các hộ nghèo với là, là cán bộ khuyến nông của thôn bản cho dân dân nắm được kỹ thuật trồng cây đầu tương so với năm nay thì rất là phát triển tốt. Còn đây là ý kiến của ông nông Văn Đức, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Chiến Phố, huyện Hoàng Su Phi. So với cái sản xuất cục uh, bộ uh, trước đây, thì nếu mà chúng ta tổ chức uh, triển khai, thực hiện được uh, quy cụ, thực hiện đúng cái năm cùng ấy, thì uh, cái, cái, cái diện tích đậu tương của xã nói riêng và của huyện sẽ đạt được cái, cái kết quả hay là nó có cái uh, sản lượng được uh, cao hơn. Để cho cây đậu tương phát triển và có giống đảm bảo chất lượng, ngành chuyên môn của huyện đã cử cán bộ xuống cơ sở, vừa hướng dẫn quy trình trồng, chăm sóc, vừa trực tiếp cùng người dân thực hiện, do đó cây đậu tương phát triển tốt. Đây là diện tích 8 hecta đậu tương giống DT84 thuần trùng, được trồng tập trung tại xã Chiến Phố với 27 hộ gia đình tham gia trồng. Sau hơn 2 tháng trồng, nhờ thực hiện đúng quy trình kỹ thuật theo phương thức năm cùng, nên số diện tích đậu tương phát triển tốt. Ông Nguyễn Quang Duẩn, Phó Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Hoàng Su Phi cho biết ngay từ đầu vụ thì nó triển khai nhân dân về kỹ thuật làm đất nó trồng tập trung theo trình lệch nhau trong độ 3 đến 4 ngày với các hộ thực hiện theo trồng đậu tương tại từng khu vực một sau đó thì triển khai cho cán bộ khuyến nông xã thôn hướng dẫn kỹ thuật chăm sóc theo đúng thời vụ cũng như là công tác phòng trừ sâu bệnh hại trên cái trà đậu tương cho cây sinh trưởng phát triển tốt. Theo đánh giá của ngành chuyên môn, năng suất của diện tích đậu tương trồng làm giống năm nay ước đạt 15 đến 16 tạ một hecta chất lượng đảm bảo, đủ tiêu chuẩn làm giống. Có thể nói cây đậu tương không chỉ cho thu nhập cao hơn một số loại cây khác, mà còn là loại cây có tác dụng cải tạo đất rất tốt, phù hợp với nhiều loại đất và không phụ thuộc nhiều vào nguồn nước. Cây đậu tương đã thể hiện rõ ưu thế là chi phí đầu tư thấp, ít tốn công lao động và giá thành sản phẩm ổn định. Chủ trương trồng và phát triển đậu tương ở Hoàng Du Phì đã tạo ra vùng sản xuất hàng hóa tập trung cho năng suất cao, góp phần làm thay đổi nhận thức canh tác và phương thức sản xuất trong bà con nông dân. Ông Thành Ngọc Minh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Hoàng Su Phi nói. Trước đây thì một số cái giống thì nó đã bị thoái hóa. Tình cái việc đó thì huyện cũng đã chỉ đạo là phải chuẩn bị giống và đặc biệt là chuẩn bị giống cho bà con. Chính vì vậy chúng tôi xác định là một số cái xã, đặc biệt là cái xã như là hôm nay các đồng chí thấy đấy, để trồng những cái giống tập trung, à, uh, chỉ đạo tập trung để có một cái bộ giống uh, thật tốt cho cái diện tích đối hoàng su phi và cũng phải xác định là cây đậu tương là một cây cây mũi nhọn cây hàng hóa của địa bàn huyện Long Xuyên tiếp tục để chỉ đạo khai thác tốt trong thời gian tới. Thực tế nhiều năm qua cây đậu tương đã được bà con nông dân sử dụng để thay thế một số loại cây trồng truyền thống hiệu quả kinh tế thấp. Nhờ vậy diện tích sản xuất thâm canh cây đậu tương ở Hoàng Su Phì ngày càng được mở rộng. Trong năm 2014 này tổng diện tích giao trồng đậu tương của Hoàng Su Phì là hơn 5.450 ha sản lượng đạt trên 8.100 tấn tăng 2.480 tấn so với năm 2010 chủ trương phát triển cây đậu tương tại Hoàng Su Phì là một trong những giải pháp quan trọng trong công cuộc xóa đói giảm nghèo và phát triển kinh tế nông thôn. Kết quả đạt được trong công tác trồng cũng như việc sản xuất giống đậu tương tại địa phương. Từ thành quả đó, huyện Hoàng Su Phì đã được chọn tổ chức diễn đàn khuyến nông a còng nông nghiệp có chủ đề giải pháp phát triển đậu tương hàng hóa vùng cao phía Bắc năm 2014. Ông Nguyễn Đức Vinh, giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Giang cho biết sẽ chọn cái huyện Hoàng Su Phi là cái huyện để tổ chức uh, diễn đàn khuyến nông A à Còng trên đậu tương giải quyết mấy vấn đề. Vấn đề thứ nhất là thông qua cái này chúng ta cũng hỏi học hỏi thêm ở các tỉnh bạn xem là chúng ta tiến hành làm như thế đã được chưa. Cái thứ hai là trên tinh thần đó cũng xác định thêm là sẽ có một cái bước tới đây phát triển hàng hóa trên cái đậu tương đối với cái đất hai vụ để giải quyết vấn đề tăng thu nhập cho người dân. Và còn cái thứ ba là thông qua cái việc này thì các cơ quan chuyên môn của bộ cũng như trung tâm khuyến nông quốc gia sẽ góp ý với tỉnh thêm về cái phát triển đầu tư hàng hóa của cái vùng Hà Giang như thế nào và chúng tôi mong muốn một cái ý cuối cùng nữa là tất cả các huyện bảy huyện nằm trong đề án phát triển đầu tư hàng hóa của tỉnh thì sẽ cùng học tập nhau để làm sao sau cái hội thảo này để phát triển cái đầu tư một cách bền vững trên đất dốc tạo lại thu nhập cho người dân và cái này cũng là một cái mà xác định rõ là mục tiêu quan trọng của phát triển nông thôn mới đối với cái lĩnh vực cái hợp phần nâng cao thu nhập cho người dân bằng chính cái đất cái sức và cái vốn có cái lợi thế so sánh nhất của các cái huyện của mình đã có cái điều kiện để chúng mình phát triển làm sao mục đích cuối cùng là tăng thu nhập cho người dân và phát triển một bền vững đối với sản xuất nông lâm nghiệp. Có thể nói việc chuyển đổi cơ cấu mùa vụ, cơ cấu giống, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật trong trồng và canh tác, từng bước chuyển đổi sản xuất theo hướng hàng hóa và thực hiện thâm canh bền vững đối với cây đậu tương ở Hoàng Du Phì đã góp phần cải thiện độ phì cho đất, tăng nhanh và ổn định thu nhập cho nông dân là bước đi quan trọng của một huyện vùng cao biên giới ở Hà Giang. Bản tin dự báo thời tiết Phần cuối chương trình là bản tin dự báo thời tiết các khu vực trong tỉnh do Trung tâm Khí tượng Thủy văn tỉnh Hà Giang cung cấp. Khu vực công viên địa chất toàn cầu các nguyên đá đồng văn, nhiều mây, đêm có mưa vài nơi, ngày giảm mây trời nắng gió nhẹ, nhiệt độ từ 19 đến 28 độ. Khu vực di tích quốc gia dụng bậc thang và vùng núi đất phía Tây, nhiều mây chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, ngày giảm mây trời nắng gió nhẹ, nhiệt độ từ 23 đến 32 độ. Khu vực vùng núi thấp, nhiều mây, đêm có mưa rào và rông vài nơi, ngày giảm mây trời nắng gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 33 độ. Quý vị và các bạn thân mến, chương trình thời sự của đài phát thanh truyền hình Nga giao hôm nay tới đây xin được khép lại. Chương trình do Hải Hậu biên tập cùng các phát thanh viên Kim Tuyến, Tố Loan, Thúy Nội và kỹ thuật viên Lan Phương phối hợp thực hiện. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.